năm con giáp vượng lộc trúng số đặc biệt trong 7 ngày tới, từ ngày 28 tháng 8 âm lịch đến ngày 4 tháng 9 âm lịch, đổi đời chóng mặt, tiền tỷ cầm tay, trả sạch nợ nần. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trái đất bốn mùa thì có thăng có trầm, huống chi là con người. Và quả thật như vậy, trong cuộc sống muôn màu vạn trạng này, lúc thì cho chúng ta may mắn để chúng ta làm điều mình muốn, lúc lại gửi đến những cái khó khăn để thử thách lòng người. Mỗi người mang trong mình một cái số mệnh khác nhau. Có người giàu sang, có kẻ lại nghèo khó. Dù vậy thì ai cũng mong muốn mình có một cái khởi đầu mới vững chắc và một cuộc sống được tốt đẹp hơn. Và mới đây, các bậc thầy tử vi đã bất ngờ tiết lộ trong số 12 con giáp thì có 5 con giáp tưởng chừng sẽ bị hung tinh nó chiếu rọi, tiểu nhân đeo bám, làm ăn thất bát nợ nần thì liên miên không thể trả hết. Tuy nhiên, trong 7 ngày tới từ ngày 28 tháng 8 âm lịch đến ngày 4 tháng 9 âm lịch trở đi, 5 con giáp này sẽ có một cái bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ, làm bất cứ việc gì cũng sẽ gặp được may mắn, tài lộc thì ùn ùn kéo về chật két. Nếu biết nắm bắt lấy cái thời cơ, họ sẽ lội ngược dòng ngoạn mục và có thể trở nên giàu có, vô địch thiên hạ. Thì đây là cái cơ hội ngàn năm có một để cho những con giáp này không chỉ trả sạch nợ nần mà còn mua nhà, tậu xe, đưa cả gia đình đi lên một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Vậy thì những con giáp may mắn đó là ai? Diễn biến của họ ra sao trong 7 ngày tới? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích chi tiết của Tử Thông trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để luôn cập nhật những video mới nhất của Tử Thông quý vị nhé. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ phân tích chi tiết về vận trình của 12 con giáp để quý vị biết con giáp nào may mắn, con giáp nào xui xẻo quý vị nhé. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, trong 7 ngày tới, những cái nguồn năng lượng tích cực liên quan đến tinh thần và cái cảm xúc sẽ đến cho những người tuổi Tý. Quý vị hãy sẵn sàng vì thời gian sắp tới các bạn sẽ đón nhận nhiều cái cơ hội để xây dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp trong chuyện tình cảm lẫn công việc. Đào hoa thì nở rộ đối với những người tuổi Tý trong 7 ngày tới, khiến cho các bạn ngại ngùng cho công việc chọn ra những ai là người tâm đầu ý hợp với mình. Các bạn nên ưu tiên lựa chọn về giá trị đạo đức, vì tiền bạc mà họ đang sở hữu không thực sự là quyết định cái tương lai của hai người. Tiền bạc đổ về trong cái thời gian đầu tuần khá là dồi dào nhờ vào cái sự che chở của thiên tài, nhưng ngay sau đó sóng gió cũng sẽ ập đến với những người tuổi Tý, vậy nên quý vị cần phải hết sức thận trọng. Vậy nên trong chuyện chi tiêu ấy, dù là lúc nhiều tiền nhất thì cũng không nên lãng phí quý vị nhé. Tuy nhiên cái sức khỏe của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng không được tốt như các bạn vẫn nghĩ, nhất là khi mà gặp cái hung tinh nó chiếu mệnh, có điểm báo tiểu nhân quấy phá và gây hại sức khỏe của các bạn, có thể gây ra những cái triệu chứng đau đầu, nhức óc. Vì vậy, những người tuổi Tý cần phải hết sức thận trọng trong thời gian này. Tiếp theo ấy, con giáp thứ hai mà chúng ta xét đến đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 7 ngày tới, trong tuần mới thì cái vận trình của những người tuổi Sửu cũng khá là ổn định, khi mà các bạn có thể thực hiện được cái khả năng kiểm soát cái vấn đề đang diễn ra. Hơn nữa, những người tuổi Sửu cũng đang tập trung cao độ cho cái việc nghiên cứu thêm những cơ hội để mà khai thác chúng trong tương lai. Trong thời gian này, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu cũng trắc trở, khiến cho những người tuổi Sửu cảm thấy khá là buồn. Lời khuyên dành cho những người tuổi Sửu lúc này đó là hãy tạm lánh khỏi những cái xô bồ thường nhật và các mối quan hệ xã giao không cần thiết. Các bạn nên dành thời gian để cân bằng cuộc sống và xây dựng cái sự bình yên cho mình. Bên cạnh đó, cát tinh nó xuất hiện trong tuần này, nó cũng mang lại cái hỗ trợ rất lớn cho những người tuổi Sửu. Từ khía cạnh công việc cho đến cái nhân duyên, nó cũng bớt đi những khó khăn. Nhìn chung các bạn cứ an tâm với các kế hoạch của mình, đừng có lo nghĩ quá nhiều. Đầu tuần thì bản mệnh sẽ cảm thấy lo lắng về những khó khăn mà mình phải trải qua, nhưng mọi sự sẽ hanh thông vào cái thời điểm cuối tuần, nhất là lại được tài tinh gõ cửa mang đến những cái tin vui về tiền bạc cho những người tuổi Sửu. Đó có thể là cái khoản lời từ đầu tư, kinh doanh hoặc là những cái lợi nhuận mà quý vị đã bỏ quên từ trước đó. Vì vậy, đây sẽ là một trong những con giáp may mắn đầu tiên đấy, trong cái thời gian là 7 ngày tới. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Dần, đúng không? Thứ ba là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung trong 7 ngày tới,
từ ngày 28 tháng 8 âm lịch đến ngày 4 tháng 9 ấy. Trong tuần mới này thì những người tuổi Dần không có quá nhiều cái biến động, mọi thứ diễn ra khá là ổn định. Đây cũng là lúc mà các bạn nghỉ dưỡng để mà phục hồi cái nguồn cảm hứng sau những cái tháng ngày vất vả tất bật cho công việc. Những người tuổi Dần khá là buồn vì cái cách hành xử của nửa kia của mình trong thời gian gần đây khiến cho các bạn có cảm giác là mình không thực sự là quan trọng. Cái việc đánh giá lại cái tình hình cũng là để cho các bạn nên chuẩn bị những cái bước tiếp theo một cách là thận trọng hơn. Những người độc thân cũng khó khăn hơn trong cái việc tìm kiếm một nửa kia trong 7 ngày tới. Nói chung ấy, cái đầu tuần thì sẽ vô cùng là tốt đẹp với những người tuổi, với những người tuổi Dần. Tuy nhiên cuối tuần lại dự báo có những khó khăn và những cái tổn thương do là các hung tinh nó gây ra. Vì thế, dù đang trong cái hoàn cảnh thuận lợi hay là khó khăn thì bản mệnh cũng nên bình tĩnh để mà nhìn nhận từng vấn đề một, quý vị nhé. Thưa quý vị, trong thời gian tới sẽ có cái sự tác động từ cái dịch mã, nó sẽ tốt cho cái sự nghiệp của những người tuổi Dần khi mà quý vị chịu khó đi lại để mà mở rộng các mối quan hệ kinh doanh đầu tư với đối tác một cách chân thành. Đôi bên cùng có lợi. Nhìn chung ấy, bản mệnh trong thời gian này cũng khá là vất vả, nhưng mà bù lại lại có được cái thu nhập như ý. Vất vả mà có tiền đúng không ạ? Con giáp này cũng sẽ là con giáp may mắn thứ hai. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Mão. Quý vị thân mến, trong 7 ngày tới thì những người tuổi Mão sẽ có nhiều cái lo lắng và buồn phiền. Có lẽ các bạn đang phân vân giữa quyết định quan trọng trong cái cuộc đời. Lúc này, cái điều mà các bạn cần làm là thả lỏng, nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian để làm những cái gì mà mình thích. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Mão trong thời gian này cũng không được như ý. Dường như các bạn đang có cảm giác là chẳng ai có thể giúp mình trong cái hoàn cảnh hiện tại cả. Cái vấn đề là ở các bạn quá quan trọng cái cảm xúc của mình và bị phụ thuộc vào nó quá nhiều mà thôi. Đầu tuần thì cái hung tinh nó chiếu mệnh, nó khiến cho những người tuổi Thìn có chút tức giận, khó chịu. Nhưng mà may mắn thay, mọi việc cũng sẽ được suôn sẻ thuận lợi. Nhất là trong cái thời điểm cuối tuần ấy, nó có nhiều cái hứa hẹn mang lại cái tiền bạc tài lộc về tay. Tuy nhiên ấy, những cái hung tinh nó vẫn còn rình rập. Đấy, nó vẫn còn cái điểm báo là những cái tai nạn bất ngờ. Khuyên những người tuổi Mão hãy thận trọng, cẩn thận trong mọi việc khi xuất hành đi xa. Tốt hơn là không nên nghĩ đến cái chuyện đi xa trong thời gian này. Dù là đi du lịch hay là vì công việc, các bạn có thể gặp rắc rối về mặt xe cộ, giấy tờ, thậm chí là bị trì hoãn hoặc là hủy bỏ cái chuyến đi. Các bạn nên tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ những người thân để có được cái sự hỗ trợ cần thiết. Nói chung ấy, những người tuổi Mão trong ngày này cũng khá là xui xẻo nhé. Đây sẽ là con giáp xui xẻo đầu tiên. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, theo tử vi tuần mới của 12 con giáp trong 7 ngày tới, từ ngày 28 tháng 8 âm lịch đến ngày 4 tháng 9 âm lịch ấy, thì những người tuổi Tỵ sẽ hơi buồn vì một số cái kế hoạch đang bị trì hoãn. Một phần là do các bạn chủ quan không lường trước hay là lên kế hoạch để đề phòng cho một số cái rủi ro nó có thể xuất hiện. Cho dù các mối quan hệ với nửa kia của mình không được tốt vì hai người không có tiếng nói chung, thế nhưng trong tuần này thì những người tuổi Tỵ cũng sẽ duy trì được những cái mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và có cơ hội làm việc với những cái nhân vật quan trọng. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì đào hoa nó cũng xuất hiện ở cái mức độ vừa phải. Nó cũng rất là tốt cho những người tuổi Tỵ đang còn độc thân tìm kiếm một nửa kia của mình. Tuy nhiên, trong số những cái người theo đuổi thì vẫn có những cái đối tượng không thực sự tốt. Họ đang có mục đích riêng, các bạn nên tỉnh táo để tránh vướng phải những cái rắc rối. Bên cạnh đó thì trong 7 ngày tới, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 âm lịch ấy, nói chung ấy, đặc biệt là cái khoảng thời gian giữa tuần là cái thời điểm rực rỡ nhất của những người tuổi Tỵ khi mà được tài tinh nó che chở. Tài tinh nó sẽ mang lại cho các bạn vận trình tiền bạc dồi dào hoặc là những cái phần thưởng nóng. Sau những cái khó khăn thì quý vị sẽ được cảm thấy là nhẹ lòng hơn và không phải lo lắng về gì về cái vận trình của mình nữa. Vì vậy, đây sẽ là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 7 ngày tới, tình duyên không được như ý. Nhưng những người tuổi Ngọ cũng tránh bị chìm sâu trong những cái nỗi thất vọng hay là những cái điều tiêu cực. Các bạn cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ được một vài người bạn để củng cố các mối quan hệ, cập nhật cái cuộc sống của nhau trong cái bầu không khí hân hoan và ấm cúng. Nói chung ấy, trong 7 ngày tới, công việc có nhiều cái trở ngại, nhưng quý vị đừng xem đó là cái dấu hiệu xấu
hãy xem đó là cái cơ hội mang đến những cái thay đổi mạnh mẽ trong sự nghiệp và các mối quan hệ xung quanh. Dù thách thức có đến thì các bạn vẫn nên mở lòng mình để đón nhận. Quý vị hãy nhìn ra cái khía cạnh tích cực trong mọi vấn đề mà các bạn đang gặp phải, thì các bạn sẽ nhận ra rằng chẳng có gì là khó khăn cả. Các bạn cần phải mở cái chìa khóa hiện tại để có một cái cánh cửa mới nó mở ra và đón nhận những cái điều hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, cái tác động không tốt từ các hung tinh có thể gây hại cho sức khỏe của những người tuổi ngọ trong thời gian này. Do đó, quý vị không nên chủ quan với những cái dấu hiệu dù là nhỏ. Hãy thăm khám bác sĩ một cách thường xuyên, càng sớm càng tốt để có cái hướng điều trị, tránh để cái việc là chủ quan khiến cho cái tình trạng bệnh tật nó thêm nặng thêm quý vị nhé. Như vậy là gì? Con giáp này là con giáp xui xẻo thứ hai nhé. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho quý vị nhé. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến tuổi thứ 8, đó chính là những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, nói chung trong 7 ngày tới, có thể thấy càng căng thẳng thì những người tuổi Mùi càng dễ đưa ra những sự lựa chọn không phù hợp. Quý vị hãy thả lỏng và dành thời gian cân nhắc cái mặt lợi hại để tìm ra cái hướng đi đúng đắn nhất. Những người tuổi Mùi càng dốc chọn tình cảm của mình vào ai đó thì càng nhận về cái sự thất vọng. Lời khuyên dành cho các bạn trong thời gian này là nên chừng mực hơn trong các mối quan hệ, bao gồm cả tình yêu. Đừng có để lý thuyết về tình yêu nó bị mắc kẹt trong cái mối quan hệ đó. Thưa quý vị, cuộc sống này là vô thường và mọi thứ cứ đến rồi sẽ đi theo cái quy luật tự nhiên. Thế nên tốt hơn hết là các bạn nên tránh cái việc quá níu giữ hay là cố chấp. Chấp nhận cái hoàn cảnh cũng là một cách để các bạn thể hiện cái trí khôn của mình. Trong thời gian này, những người tuổi Mùi nhờ có được các casting nó chiếu mệnh, nó nâng đỡ mà cũng có được cơ hội phát tài phát lộc. Quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này để mà đạt được cái mục tiêu của mình, thích nghi với mọi hoàn cảnh. Thì lúc này tiền bạc rủng rỉnh rồi thì quý vị có thể làm được những điều mình thích, tình duyên từ đó cũng sẽ quay trở lại, trở nên tốt đẹp hơn đó. Vậy nên đây sẽ là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Thân. Thưa quý vị thân mến, trong 7 ngày tới, từ ngày 24, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 âm lịch ấy, thì cuộc sống có vẻ đều đều, không hẳn là cái điều tốt. Nếu mà xung quanh các bạn có nhiều người tài giỏi và thông minh ấy, quý vị hãy tìm kiếm những lời khuyên từ họ, cũng là một cái phương án hay ở cái thời điểm này. Đó có thể là một cái giảng viên, là một người hỗ trợ, là một người hướng dẫn, một người quen giàu kinh nghiệm. Trong 7 ngày tới, có thể cái chuyện tình cảm đôi lứa của quý vị không được như ý muốn, nhưng cũng là cái lúc những người tuổi Thân nên tham gia các hoạt động vui vẻ ở bên ngoài. Cái sự hiện diện của các bạn sẽ khiến cho không khí trong ngôi nhà nó trở nên dễ chịu hơn, ấm cúng hơn. Nói chung tại nơi làm việc, cái thái độ tích cực của các bạn cũng sẽ khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái. Cái mối quan hệ với đồng nghiệp cũng được cải thiện tích cực hơn. Bên cạnh đó, cái chuyện tiền nong trong thời gian này đối với những người tuổi Thân ấy cũng là một cái chuyện mà nên ưu tiên cái giải pháp an toàn. Đấy, quý vị nên tránh xa những cái dự án có quá nhiều cái rủi ro, có thể đẩy các bạn vào cái nguy cơ mất tiền, mất nhà, mất đi cái hạnh phúc đang có. Trong 7 ngày tới thì cái hung tinh nó cũng chiếu mệnh, nó mang lại cái điểm báo những người tuổi Thân có thể gặp họa huyết quan hoặc là gặp bất lợi cho sức khỏe. Lúc này cái lời khuyên dành cho những người tuổi Thân là nên luyện tập ăn uống, nghỉ ngơi một cách hợp lý là cái điều tốt nhất quý vị nhé. Tiếp theo con giáp thứ 10 chúng ta xét, đó là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, trong 7 ngày tới, từ ngày 28 tháng 8 âm lịch đến ngày 4 tháng 9 âm lịch ấy, thì tâm trạng của những người tuổi Dậu không được tốt khi mà nhận quá nhiều cái nhiệm vụ trong thời gian này. Cuộc sống lúc này sẽ ít nhiều trắc trở nên là mệt mỏi và căng thẳng sẽ cuốn lấy những người tuổi Dậu. Khi ấy, quý vị hãy sắp xếp thời gian và thời khóa biểu và chỉ ưu tiên thời gian cho những cái nhiệm vụ quan trọng. Khi mà mọi thứ đã có kế hoạch, các bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn, bớt đi cái lo lắng và cái hoang mang, làm việc tập trung hơn. Do đó các bạn nên cố gắng xây dựng những thói quen lên kế hoạch trước khi hành động quý vị nhé. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng không được thuận lợi như ý muốn, khi mà hai người thường xuyên có những cái ý kiến trái ngược nhau, không chịu hạ cái tôi của mình xuống. Để nhà cửa được yên ấm thì lời khuyên là quý vị nên nhường người ấy một bước.
Thưa quý vị, may mắn là cái vận trình của những người tuổi Dậu vẫn còn được một vài cái cát tinh nó chiếu mệnh, nên là cái tài lộc vẫn khá là tốt. Đó có thể là vì các bạn đã kiếm được một cái khoản lợi nhuận từ công việc kinh doanh đầu tư hoặc là làm ăn từ trước đây. Cái dấu hiệu tốt này nó cũng là cái động lực để cho các bạn tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Vì vậy, quý vị hãy tận dụng tốt cái cơ hội này để mà bứt phá cái vận trình của mình quý vị nhé. Đây sẽ là con giáp may mắn thứ 5. Đấy. Đen tình nhưng mà đỏ bạc. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình quý vị nhé. Thưa quý vị, tiếp theo tuổi thứ 11 chúng ta xét đó là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, những người tuổi Tuất đang có quá nhiều cái lo lắng trong lòng nên là không dám thực hiện những cái bước tiến nào quan trọng trong thời gian này. Đó chính là cái rắc rối lớn nhất. Lời khuyên dành cho những người tuổi Tuất là nên dám thực hiện những cái bước đi đầu tiên, vì khi đó các bạn mới biết mình nên phải làm gì. Các bạn đừng để nỗi sợ hãi nó ngăn cản. Bên cạnh đó, các chuyện tình cảm cũng luôn có những cái thăng trầm bất ổn, và những người tuổi Tuất đang phải đối mặt với những cái chuyện không vui thì cũng đừng bi quan. Đấy. Luôn có cái hướng xử lý mọi chuyện khi mà các bạn biết mở lòng mình ra, bao dung với bản thân và những cái người xung quanh nữa. Thêm nữa, trong thời gian này cái hung tinh nó xuất hiện nó cũng báo là trong 7 ngày tới những người tuổi Tuất có thể trẻ phải đối mặt với những cái rắc rối về mặt tài chính do là chi tiêu quá mức. Các trách nhiệm công việc gia đình ấy cũng khiến cho các bạn cảm thấy mệt mỏi. Thì ngoài ra những người tuổi Tuất cũng nên thận trọng trong cái chuyện đầu tư kinh doanh trong thời gian này nếu mà không muốn bị thua lỗ nặng nề. Bên cạnh đó, các bạn cũng tuyệt đối tránh tham gia các hoạt động cá cược hay là cờ bạc đỏ đen nhé, vì rất dễ mất mát về tiền bạc tài lộc. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Đó là con giáp xui xẻo thứ 4 nhé. Thưa quý vị, và tuổi thứ 12 chúng ta xét đó chính là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong 7 ngày tới, từ ngày 28 tháng 8 âm lịch đến ngày 4 tháng 9 âm lịch, thì những người tuổi Hợi sẽ chứng kiến cái sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống. Những cái cơ hội sẽ tiềm ẩn trong những cái tình huống khó khăn. Nhưng mà miễn là các bạn có một cái mục tiêu rõ ràng, các bạn vẫn sẽ vượt qua những cái chướng ngại và nắm bắt được cái cơ hội tiềm tàng. Thực ra ấy, các bạn có năng lực và thậm chí là xuất sắc hơn những cái gì mà các bạn đang nghĩ, chỉ là các bạn chưa dành thời gian để mà khai thác chúng mà thôi. Lúc này có thể là một cái cơ hội tốt, các bạn nên hành động ngay đi để mà đón nhận những cái điều tốt đẹp. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Hợi cũng có nhiều cái khởi sắc. Nhiều người độc thân trong thời gian này cũng tìm được một người như ý. Ngoài ra thì đây cũng là cái thời điểm tốt để các bạn tìm kiếm những cái mối quan hệ mới. Khả năng rất cao các bạn sẽ tìm được một người cộng sự có tài hoặc là chia sẻ chung cái định hướng của các bạn mà đang theo đuổi. Một số cái khoản chi tiêu nó phát sinh trong thời gian này cũng khiến cho bản mệnh có một chút hoang mang, nhưng may mắn là sau đó thì lại có thể là kiểm soát được cái tình hình. Nhìn chung ấy, cái vận trình tài chính thì đảm bảo ổn định, cũng là cái may mắn đối với những người tuổi Hợi trong thời gian hiện tại. Đây là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình chi tiết của 12 con giáp trong 7 ngày tới. Trong 7 ngày tới chúng ta sẽ có 6 tuổi được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội thu hút cái tiền bạc và tài lộc về mình. Đó là những tuổi sau: 1 tuổi Sửu, 2 tuổi Dần, 3 tuổi Tỵ, 4 tuổi Mùi, 5 tuổi Dậu và 6 là những người tuổi Hợi. Đây là những con giáp được thần tài ban lộc, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe, giàu có nhất vùng thiên hạ. Thì bên cạnh đó, trong 7 ngày tới từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 âm lịch ấy, chúng ta cũng sẽ có 4 con giáp gặp vận đen xui xẻo liên miên, dễ gặp những cái hung họa khó lường. Đấy. Dẫn đến là chuyện mất tiền mất của, làm ăn thua lỗ trắng tay lúc nào không hay. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Mão, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Thân và 4 là những người tuổi Tuất. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.